Chào mọi người, thế đây là hôm nay là mình sẽ review một cái video về sửa chữa surface laptop có GPU. Cái này là máy của khách hàng tên Tiến và anh bị liệt là quy nè, led nè, delete nè, vòng vòng cách nút trên mainboard này. Thì mình kiểm tra một cách cẩn thận thì mình test bằng cái tab khác thì nó vẫn bị đầu tiên này. Thì bây giờ giải pháp tối ưu nhất hiện tại là mình sẽ bục cái mặt ra, sẽ bục từ chiếc máy này ra, mình kiểm tra coi thử mainboard nó có bị vô nước hay bàn phím nó vô nước nên thường. Thì cái này thì tới đây mình test thì chỉ có hai trường hợp thôi nha. Thứ nhất là do bàn phím vô nước, ẩm nước hay lỗi sản xuất gì đó. Trường hợp thứ hai là mainboard có vấn đề dẫn đến nó không nhận cái số một số nút phím này. Thì sau đây mình sẽ tháo bung ra và mình kiểm tra thử nó bị nguyên nhân gì để mình báo trên Tiến để tiến hành mà kiểm tra xử lý phương án nào cho nó tối ưu. Nên nha mọi người, mình sẽ tháo rời cái nắp đít đó ra để mình kiểm tra cái surface laptop dòng có GPU này nó bị nguyên nhân gì. Một là nãy mình cũng đã chuẩn đoán cơ bản, một là bị bàn phím, hai là bị mainboard. Nhưng về kinh nghiệm của mình thì chắc tỷ lệ bị bàn phím là cao hơn. Bây giờ mình sẽ bạn kỹ thuật viên mình sẽ tháo cái surface laptop này ra rồi mình đo đạc kiểm tra thử xác định nguyên nhân nó là gì, rồi thông qua đó rồi sẽ đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Đây nha mọi người, mình tháo ra trần gồm nè. Cấu trúc của dòng này thì nó gồm một bo lớn bên tay trái và bo nhỏ bên tay phải. Thì cái lỗi không bàn phím này thì nó, nếu mình kiểm tra thì mình phải kiểm tra hai bo này luôn. Không có dấu hiệu gì vô nước hết. Để mình lọc cái main phía trên ra để mình kiểm tra thử nó như thế nào nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ tháo hai cái bo ra, mình coi mặt phía dưới bàn phím thử nó có dấu hiệu gì bất thường bởi ẩm nước không không nha mọi người. Các bạn xem, mình sẽ tháo ra từ từ. Các bạn xem nha, cũng không có dấu hiệu gì vô nước bất thường hết ở bo nhỏ này, là mình đỡ phải lo lắng phần này rồi đó. Bây giờ mình tiếp tục, bo nhỏ không sao nha mọi người. Những trường hợp mà liệt phím là mình ngại nhất là những vấn đề do vô nước. Cái lỗi mà không nhận bàn phím này thì nó liên quan tới cái bo nhỏ này nha mọi người, nên mình bây giờ mình sẽ dùng một cái bo nhỏ chuẩn khác mình test coi thử là nó bị lỗi trên mainboard hay bàn phím. Nếu mà cái bo nhỏ này chúng ta test mà nó vẫn liệt một số phím trên mainboard, tức là chúng ta xác định luôn đây là lỗi bàn phím, thì lúc đó mình đưa ra cái hướng tư vấn xử lý cho khách hàng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái bo nhỏ khác mình test đây. Mọi người chờ đợi kết quả nha. Đây nha mọi người, mình đặt vào hết rồi nè. Bây giờ mình test coi thử nó phải nguyên nhân là cái bo nhỏ này không hay là bàn phím. Này, phương pháp mà chính xác nhất, loại trừ an toàn nhất là phương pháp này, ngoài ra không có phương pháp nào khác hơn nữa. Đây, bây giờ mình sẽ thò tay mình bấm cái nút chữ Q, chữ Q, delete vân vân, Q, delete, Tiễn nút Q nút gì nữa Tiễn quá rồi. Nút Q dây à? Dây. Đeo ba nút đó chính. Rồi, xác định máy bị liệt bàn phím nha, bị lỗi bàn phím. Mình xác định cho anh Tiễn là bị lỗi bàn phím nha mọi người. Là bây giờ mình chỉ việc là mình tư vấn cho anh Tiễn là mình báo giá cho anh Tiễn phương án là thay bàn phím thôi. Mọi người đợi nha. Đây, mình sẽ làm tiếp theo. Trường hợp này sau khi mình tư vấn anh Tiễn thì anh Tiễn chọn giải pháp là đổi luôn cái mâm bàn phím này nha mọi người. Đó, mình đổi luôn nguyên mâm mặt sơi đó, bao gồm có bàn phím luôn. Mình đổi nghiêng mâm zin tháo máy. Thì sau khi đổi xong thì mình sẽ test full chức năng. Sau khi đổi xong thì mình sẽ test cho anh Tiễn full chức năng hết và giao anh Tiễn thôi. Tức là trường hợp máy của anh Tiễn này mình sẽ xử lý là trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhanh gọn, để anh Tiễn có máy tiếp tục làm việc. Đó. Mình cũng khuyên bạn nếu mà trong trường hợp mà có cụm
có mâm phím sẵn, mâm zin thì nên đổi mâm luôn. Trong trường hợp không có mâm á, thì mình chọn phương án B là thay bàn phím. Đó chỉ hai giải pháp đối với trường hợp lỗi bàn phím của Surface Book 1, Book 2, Book 3 thôi nha mọi người. Video tới đây là hoàn thành sản phẩm cho khách hàng anh Tiến. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo.